Trước mặt cô chú anh chị là một cái căn nhà vừa mới xây luôn cô chú anh chị ơi. Thiết kế rất là hiện đại luôn, không gian mở ha. Quá đẹp. Thì xin chào cô chú anh chị, em là Tiến. Ngày hôm nay em đang ở có mặt tại xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho cô chú anh chị mình một căn nhà rất là đẹp luôn. Có thổ cư nè, chủ quyền nhà đầy đủ luôn nha. Thì nhà mình nằm trên mặt tiền công cộng 4 mét nè, ô tô là mình vào tới nhà luôn nha. Thì ở đây là cô chú anh chị mình nhìn nè, xung quanh là dân cư rất là đông luôn. Nhà là san sát nhau không nha. Đó. Điện nước wifi là vô tư nha cô chú anh chị. Thì con đường này mình đi khoảng tầm 500 mét thôi là mình sẽ ra tới đường tỉnh lộ 864 nha. Thì ở đó là cụm khu công nghiệp Trung An luôn. Mình vẹo trái là mình sẽ đi về hướng cầu Gạch Miễu nè, mình vào trung tâm thành phố Mỹ Tho. Còn mình vẹo phải là mình sẽ đi về hướng ngã ba Bình Đức, mình đi hướng Cai Lậy, Cái Bè đều được luôn nha. Rồi, thì quay lại cái căn nhà của mình. Thì nhà mình có tổng diện tích là 95 mét vuông, trong đó mặt tiền chiều ngang của mình á là 5 mét, chiều dài một cạnh là 19, một cạnh là 18 mét 9 nha cô chú anh chị. Thì đây là tổng thể căn nhà của mình nè. Nhà thì được kết cấu là một trệt một lầu ha. Đó. Phía trước thì mình được có một cái khoảng sân mình đậu ô tô ở đây nè. Đó. Về thì mình có thể thiết kế thêm một cái mái che tiền chế ở khu vực này ha cô chú anh chị để mình lấy bóng râm. Đây. Thì chủ xây dựng rất là đẹp luôn. Phía trước này thì cũng có những cái mảng xanh này cô chú anh chị. Đó. Thì nhà em thấy là chủ sơn màu trắng ha. Phía trước ngoài này thì màu xám nè. Rồi, bước vào thì sẽ là một cái hệ thống cửa kính nhôm ha cô chú anh chị. Rồi, đây là không gian khu vực phòng khách của mình nè. Nhà thì thiết kế màu tông màu trắng nè, màu xám nè ha, nhìn rất là yêu đời luôn. Mặt tiền bề ngang 5 mét mà em nhìn thấy rất là rộng luôn nha cô chú anh chị. Thì tổng diện tích xây dựng của mình á là 77 mét vuông, kết cấu một trệt một lầu thì tổng diện tích sử dụng của mình lên đến là 156 mét vuông thôi cô chú anh chị, rất là phù hợp cho gia đình mình có từ 3 đến 6 thành viên mình ở luôn ha. Đó, đây là khu vực phòng khách của mình nè, rất là đẹp luôn, trang trí hai bức tranh ha, chân thạch cao ha, có đèn nè, nhìn rất là mát mắt luôn. Rồi ở đây thì chủ thiết kế một cái tường kiến ha để mình nhìn ra ngoài, không gian mở nè. Đó, trong căn nhà mình nó lấy ánh sáng tự nhiên ha. Rồi ở đây thì mình có thể sắm một bộ ghế sofa, mình sắm thêm tivi ha. Đây thì chủ cũng thiết kế một cái mình có thể đặt những chậu hoa ở đây, và đây là mình có thể để những cái chai rượu hoặc là sắp ha. Đó, thiết kế rất là đẹp luôn. Rồi nói liền phòng khách sẽ là khu vực bếp ha, nấu ăn. Ở đây thì chủ cũng đã trang bị cho mình một hệ thống tủ bếp nè, bồn rửa chén ha, kệ tủ bếp nè, gỗ nha cô chú anh chị. À, đây là chắc dán ép ha. Rất là xịn sò luôn. Khu vực bếp thì rất là rộng ha, mình có thể đặt một bàn ăn ở đây. Cầu thang lên lầu nè. Rồi, kế tiếp khu vực nấu ăn sẽ là nhà vệ sinh. Thì ở dưới tầng trệt này mình sẽ có một cái phòng ngủ ha cô chú anh chị. Đây là khu vực nhà vệ sinh. Thì trong nhà vệ sinh thì chủ lót gạch lên tới chừng ha, hệ thống tắm như là vòi sen nè, bồn vệ sinh, lavabo, rửa mặt nè, rất là xịn sò luôn. Rồi phía dưới là một phòng ngủ ha. Ở dưới tầng trệt thì phòng ngủ này rất là phù hợp cho gia đình mình có người lớn tuổi nè. Đó, ông bà mình ở dưới này ha cô chú anh chị. Đó, cũng khá là rộng luôn, có cửa sổ thoáng nữa nè, cửa kính ha. Đó, bên trong thì mình kéo màn lại nha. Đây, kính cường lực nha cô chú anh chị. Thì cái hướng nhà của mình sẽ quay về hướng Bắc nè. Rồi bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị mình lên trên tầng 1 nha. Ở dưới này thì cũng có một cái đèn rất là đẹp luôn. Nhà mới xây còn nghe mùi nước sơn luôn á cô chú anh chị. Vào mình sắm sửa nội thất là mình ở thôi. Giá là 2 tỷ 380 triệu nha cô chú anh chị. Rồi bước lên cầu thang đầu tiên mình sẽ thấy được là một cái ban công ngoài sau nè. Đó, đây. Bây giờ em đi buổi trưa mà gió thổi rất là mát luôn.
nhìn ra khu vực phía sau hàng xóm ha, nhìn ra vườn hàng xóm của chú anh chị, không có mồ mả nha. Đó rồi, thì trên từng lầu một thì mình sẽ được hai phòng ngủ. Đây là phòng ngủ đầu tiên nha, có cửa sổ nè, và mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng luôn nha cô chú anh chị. Nhà vệ sinh vòi sen. Mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng luôn, rất là tuyệt vời ha. Ở đây thì mình có khoảng không gian giếng trời nè cô chú anh chị. Đó rồi, mình sẽ tới phòng ngủ thứ hai, cũng khá rộng ha cô chú anh chị. Và phòng ngủ thứ hai cũng có là cửa sổ nè và nhà vệ sinh luôn. Đây rồi, kế tiếp sẽ là không gian ở đây, mình có thể làm không gian thờ cúng nè, hoặc là mình có thể làm phòng khách ở trên này, không gian sinh hoạt chung ở trên lầu ha cô chú anh chị. Đó, rất là rộng luôn. Rồi, phía trước là một cái ban công rất là rộng, thoải mái luôn này cô chú anh chị. Mình có thể đặt một bộ bàn ghế ở đây, chiều chiều mình ra đây mình uống trà ha, mình ngắm cảnh hàng xóm nè. Đó, ở đây thì được phối thêm những cái mảng xanh. Đó, cô chú anh chị mình nhìn ha, xung quanh là hàng xóm nè, nhà san sát nhau không. Thì căn nhà của mình á, có diện tích là ngang 5, dài một cạnh là 18, một cạnh là 19 nha. Tổng diện tích là 95m², thổ cư là 100% luôn, và có chủ quyền nhà đầy đủ luôn nha. Chủ kêu giá là 2 tỷ 380 triệu nha cô chú anh chị. Nhà mình sẽ quay về hướng Bắc. Thì từ vị trí này nè, cô chú anh chị mình ra tới đường tỉnh lộ 864 á, chỉ có 500m thôi cô chú anh chị. Ở đó là buổi chiều sẽ có chợ Chầm Hổm ha, và cũng là cụm khu công nghiệp Trung An ở đó luôn. Đó, thì mình đi chợ, trường học, ủy ban trong vòng bán kính là khoảng 2 cây số đổ lại à cô chú anh chị ơi. Còn mình vào đến trung tâm thành phố Mỹ Tho á, là khoảng 3 cây số nha. Còn mình về đến bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, là khoảng 65 cây số thôi. Thì cô chú anh chị mình thấy căn nhà này như thế nào nè, có phù hợp với nhu cầu tìm kiếm của gia đình mình hay không ha. Thì nếu mà cảm thấy phù hợp và ưng ý nè với cái giá cả như thế này đó, thì cô chú anh chị mình hãy liên hệ ngay bên công ty nhà đất Huyền Trang với số điện thoại bên dưới màn hình để mình đi xem căn nhà này nè, sau đó mình sẽ gặp chủ mình thương lượng nha. Nhà rất là đẹp luôn, một căn nhà vừa mới xây đó, thiết kế thiệt là lung linh luôn cô chú anh chị ơi. Dạ rồi, thì em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video này của em ạ.